phải tầm khoảng 200. Hàn tổ này hàn tổ đẹp rồi. Đấy thì bảo là như cỏ bắt đầu. Này 2-3 hàn tổ được. Tập tạm. Rồi bây giờ nó mà xuống đây bây giờ nó bây giờ mình cần làm sao ngày tập 100 tô không được. 100 tô thì nó cứ đều 100 tô. Đây cho bán không bây giờ bên cháu được ngày 10 tô, 20 tô, 30 tô. Không phải rồi á. Đây bây giờ cho nó có đều khách rồi. Ở ngoài ít thì tăng hồ. 10, 20 tô. Không biết bọn cháu ăn ngày nào ăn hơn chục tô nữa rồi. Nói ngày 2-30 tô là thật sự là làm gì có lãi. Nó vốn ngày nó cả triệu ấy. Ngày nó mấy trăm. Đây chưa tính tiền nhà điện nước đâu. Chưa tính tiền nước của cháu vào đâu. Ừ. Mẹ cái nồi hơi trong cái tôi đấy coi như tháng vừa rồi là anh hết 2,7 triệu tiền nước này với 160.000 tiền điện. Tiền điện là coi như là hết tháng vừa rồi là hết 200 gọi gần 209. Điện á? Cả điện cả nước. Nước có 160. Sao ít vậy ạ? 160 tiền nước. 160 tiền nước á? Điện là 2,7 à 2,7. 2,7 ý, 2,7 thì ít quá à. 2,7 ấy, 2,7 tiền điện. Vì vậy coi như gần 2,9 mà cả tiền nước. Cả điện nước cũng phải vậy, nó phải tầm đấy. Nguyên cái lồi... kia anh nhiều lắm, tháng cứ 7-8 triệu. Nguyên cái lồi hầm xương hầm cả ngày rồi. Sao chưa kể mấy đồ linh tinh các kiểu điện đòm nữa. Đây coi như là mình chẳng nghỉ tí nào đấy. Thì cứ liên tục giờ tối rửa nồi không phải là lại hầm tiếp. Đấy lại hầm tiếp đến sáng luôn đấy. Cả ngày luôn rồi. Coi như là cứ sôi tầm khoảng tiếng là bắt đầu là mình cho xuống chỗ nhỏ. Nhỏ, là... nhỏ thì nó vẫn bằng cái điện nó ít hơn tí rồi. Đấy thì coi như để khỏi nó trừ nhiều. Phải đục nước đấy. Lại bật nó cao. Nếu cái nồi nó phải